rào chắn, rào chắn sóng ở đây, nút rào nhanh đây. Cho máy hàn cắt, cho máy hàn cắt. Nối trên này nữa, tiếp còn 2-3 nối nữa. Đây, zoom lại. Đầy đủ các lực lượng chức năng để đóng cái tôn sóng ở nhánh đê này, gây tiềm ẩn cái tai nạn giao thông. Khi mà ra vào là xung đột gây tiềm ẩn tai nạn giao thông. Những cái nút mở như này là ra vào là nguyên nhân gây tiềm ẩn tai nạn giao thông. Hết các lực lượng, nhà thầu, đơn vị quản lý tuyến đường cùng các phối hợp cơ quan chức năng của địa phương. Chia sẻ quý vị các bạn, đây là các lực lượng tổ chức rào tôn sóng ở các lối đi tự phát. Phát biểu truyền hình. Nút giao Thạch Đán, đường ram nhánh D từ thành phố Thái Nguyên đi lên các tỉnh, qua nút giao lại các tỉnh phía Bắc như Bắc Cạn và Cao Bằng.
cái nút giao này, nhánh D để đi lên đường cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Hơi rung. Chấm luôn vào. Anh em giữ để hàn. Chấm nè. Ngược sáng quá rồi. Thổi nỗ được không? Là đóng tí. Yeah.